chí đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và phải nước được là thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh tự lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành tựu cuối tháng này con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, nguyện cho thầy thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhờ thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo, tịnh độ đại kinh giải diệt nghiệp, chủ giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm giảng đường Phan Nghiêm, Malaysia, thời gian ngày 13 tháng 8 năm 2010, tập à, 112. Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin mời ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 133 Hàng thứ ba Xem từ giữa hàng thứ ba Như vô lượng thọ kinh khởi tính luận viết Chúng ta xem từ chỗ này Bất độ gian thù trí hải Nang nhập phổ hiền hành môn hai câu này vô cùng quan trọng đặc biệt nhắc nhở các đồng học học phật chúng ta nhất định phải coi trọng trí huệ trong xã hội hiện thời nhìn trên hình thức giáo dục dường như rất phát triển trường học rất nhiều quan sát cẩn thận tất cả sự giáo dục hiện thời chúng ta thường nói là giáo dục gia đình giáo dục trong học đường giáo dục trong xã hội cho đến giáo dục tôn giáo đều chẳng nhấn mạnh trí huệ. Chỉ nhấn mạnh kiến thức. Chứ gì phải biết trí huệ và kiến thức khác nhau, chẳng tương đồng. Trí huệ có thể giải quyết hết thảy vấn đề giải quyết rất viên mãn chẳng để lại hậu quả kiến thức có hạn chế nó chẳng thể giải quyết hết thảy vấn đề có những vấn đề có thể giải quyết được nhưng cũng có những vấn đề chẳng thể giải quyết lại còn để lại rất nhiều hậu quả Chúng ta chớ nên chẳng biết điều này. Học rộng, nghe nhiều. Mà nếu chẳng có trí huệ, sẽ là trì thức. Trí huệ học từ đâu? Trí huệ chẳng lìa giới định huệ. Nhất định là từ giới định mà khai trí huệ. Trí huệ mới thấu lộ. Nói cách khác, Người tâm thường ở trong định sẽ dễ khai trí huệ. Nếu một kẻ tâm bộp chộp hơi hợp, làm sao có trí huệ cho được? Do vậy, vào thời cổ tại Trung Quốc, đối với người đọc sách, điều trọng yếu nhất là trong cuộc sống hàng ngày phải thể hiện sự ổn trọng ít nói động tác rất thông thả như trong kinh đức phật đã nêu tỷ dụ na naja già thường tại định vô hữu bất định thời na naja già là tiếng phạn dịch sang nghĩa tiếng hán là long hoặc tượng chúng ta chưa thấy rồng nhưng đã thấy voi quý vị thấy dáng vẻ của con voi chúng ta gọi dáng vẻ ấy là oai nghi rất ổn trọng nó đứng ở đó bước đi cũng rất chậm phải học ổn trọng như vậy Hiển thị đang ở trong định. Trong đời này, tôi đã gặp một người, là chương gia đại sư. Lão nhân gia giống như Kinh nói, vô hữu bất định thời. Ngài nói với tốc độ rất chậm, nói từng chữ một. Tôi nói khá chậm, nhưng so với chương gia đại sư, tốc độ của tôi quá nhanh. Tốc độ nói của Ngài hết sức chậm. Mỗi câu nói từng chữ một. Lại còn giữa mỗi câu nghĩ một chút. Chẳng nói tiếp ngay, Đi đứng nằm ngồi Vô cùng thông thả Lúc tôi quen biết Ngài Lão nhân già 65 tuổi Tôi tin tưởng Ngài đã huấn luyện Thành tâm thái như vậy từ nhỏ bởi lẽ đó, gia giáo tại Trung Quốc xưa kia dạy dỗ trẻ nhỏ. Từ bé đã dạy con hành động thông thả, dưỡng thành thói quen rất ổn trọng. Tâm rất thanh tịnh, rất định, dễ dàng khai trí huệ. Trí huệ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có đại triệt đại ngộ. Tiểu ngộ thì gần như mỗi ngày đều có. Đại ngộ một năm cũng có vài lần. Thì người ấy có trí huệ. Có người hiện tại đòi hỏi tốc độ. Chuyện gì cũng đều phải nhanh. Nhanh đến mức tâm tánh bột chộp, hơi hợt. Chẳng còn ổn trọng. Đương nhiên, trí huệ cũng chẳng còn nữa. Toàn là tri thức, cho nên nảy sinh vấn đề. Đầu tiên, vấn đề nảy sinh đầu tiên là thân thể chẳng khỏe mạnh rất nhiều bệnh tật đến tuổi trung niên sẽ rất rõ rệt vào thời cổ người có bệnh tật quá nữa là lứa tuổi lão niên chứ trung niên và tráng niên sẽ chẳng có tình trạng ấy đều là tuổi lãng niên. Hiện thời đã sớm hơn, ngay tuổi thanh niên cũng xuất hiện vấn đề. Bệnh tật đã lộ ra. Do đó, cầu trí huệ là trọng yếu. Học ổn trọng là trọng yếu. Nói cách khác, giới định huệ là trọng yếu. Giới học từ chỗ nào? Từ đệ tử quy cảm ứng thiên hãy nghiêm túc học tập chẳng có hai thứ ấy nói cách khác người đó chẳng tĩnh tâm được chẳng định được à, biểu hiện bên ngoài chắc chắn là tâm bợp chợp dội dàng chẳng cần xét ai khác từ chính mình cũng có thể nhận biết Tật xấu ấy chớ nên không sửa. Do vậy, hai câu ở đây nhắc nhở chúng ta phải khai trí huệ. Sau khi đã khai trí huệ rồi, thì mới có thể bắt tay học tập hạnh phổ hiện. Chẳng phải là kẻ bình phàm, không học hạnh phổ hiền kẻ bên phàm cũng học, nhưng chẳng phải là hạnh phổ hiền. thí dụ như lễ kính chư phật, ta thấy người khác đều rất lễ phép, đó có phải là hạnh phổ hiền hay không? Chẳng phải hạnh của cái gì giống như hạnh phổ hiền là bề ngoài, trong tâm chẳng phải là phổ hiền. Vì sao? Trong tâm còn có tự tư tự lợi, còn có tiếng tâm lợi dưỡng. Như vậy thì chẳng phải là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác chứ không mê. Tu lễ kính chư Phật như vậy chính là hạnh phổ hiền. Do đó hai câu này rất chính xác nếu trí huệ đã khai thì ngôn hạnh sẽ tương ứng với hạnh phổ hiện này chúng ta học cách nào cũng chẳng giống chủ yếu là gì tâm chẳng giống Quý vị thấy tâm các ngài được diễn tả bằng năm câu tiếp theo. Ngày hôm qua, chúng ta cũng đã đọc rồi. Đó là tâm phổ hiền. Dĩ bất năng liễu tri tự tâm. Tâm phổ hiền là liễu tri tự tâm. Trước đó, chúng ta thêm vào bất năng chẳng thể liễu tri tự tâm đang là phàm phu, chẳng thể liễu tri tự tâm là chưa khai ngộ, không chỉ quý vị chưa chứng ngộ, mà giải ngộ cũng chưa khai, giải ngộ là hiểu rõ, quý vị vẫn chưa làm được, hiện thời căn bản là chúng ta chưa hiểu rõ vì sao biết là về căn bản chưa hiểu rõ có tự tư tự, tự lợi có đúng sai ta người có lợi hại được mất đó là hoàn toàn chưa thể liễu tri thật sự liễu tri những ý niệm ý sẽ chẳng còn nữa chẳng có tự tư tự, tự lợi Đúng như cổ đức đã nói, ái nhân như kỹ. Không chỉ đối với con người, mà đối với tất cả hết thảy sanh vật. Hết thảy dạng pháp đều thân thiết như đối với chính mình. Đó là phổ hiện Bồ Tát là tất cả vị Bồ Tát trong thế giới cực lạc. Vì sao các ngài đều tu hạnh phổ hiện? Hạnh phổ hiện biết dạng sự dạng vật trong vũ trụ đều do chính mình tâm hiện thực biện. Tức là do chân tâm của chính mình hiện. Do tánh thức của chính mình biến Là một không hai Vì thế nhất niệm đúng, đúng duyên Ý niệm vừa dấy lên Bạn là công đức viên mãn chẳng có gì không viên mãn. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói, Trí huệ Đức Tướng, Ngài quy nạp dạng sự dạng vật thành bốn chữ. Trí huệ Đức Tướng, chẳng có gì không viên mãn. Đức là năng lượng. Chúng ta cũng có thể gọi nó là năng lực. Tướng là tướng hảo, hiện tướng. Thấy đều viên mãn Bình đẳng chánh tánh, phàm thánh cộng hữu, nhất tế vô sai. Bốn tánh của hết thảy các Pháp là một, không hai. Đó là khai ngộ, hiểu rõ. Vì bất liệu cố, sở hữu nguyện hạnh, tất bất cụ túc. Vì quý vị không hiểu rõ, chẳng biết. Tức là chẳng biết chân tướng sự thật này. Quý vị tu hết thảy nguyện hạnh. Bất cụ túc là chẳng viên mãn. Chẳng có gì là viên mãn. Chúng ta phải tu công đức ấy viên mãn. Tu công đức viên mãn, chẳng thể không biết chân tướng sự thật này. Hiện thời, chân tướng sự thật này được giảng rất nhiều trong kinh giáo Đại Thừa. Giảng rất nhiều, giảng rất rõ ràng, luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Vì chúng ta chưa chuyển đổi ý niệm. Trong khi học tập kinh giáo, nghe cảm thấy hay lắm, gật gù. Lúc tan học quên tuốt luốt. Trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, vẫn y như cũ, tập khí phiền não nắm quyền làm chủ. Tập khí phiền não tạo nghiệp nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp ác nghiệp chứng đạo thiện nghiệp cũng chướng đạo vì sao quý vị tu hành chẳng thể viên mãn đó là chướng đạo phải như thế nào mới chặn chướng Đoạn ác tu thiện, nhưng chẳng chấp trước thiện ác. Trong Phật Pháp nói, tam luân thể không. Đoạn ác tu thiện, phải tu tâm thanh tịnh, chọn chẳng chấp trước. Tiếp đó nói, hà dị cố, nghĩa là vì sao phải nói như vậy? vì quý vị là tâm ngoại khởi tu tức thành hữu lậu tâm ngoại khởi tu là gì quý vị tu nhưng chẳng tương ứng với tâm nên gọi là tâm ngoại khởi tu lục đạo phàm phu tâm ngoại khởi tu bốn thánh pháp giới vẫn là tâm ngoại khởi tu đến địa vị nào mới chẳng phải là tâm ngoại khởi tu nói theo kinh hoa nghiêm thì từ địa vị sơ trụ bồ tát như trong kinh hoa nghiêm đã nói bắt đầu từ địa vị ấy sẽ tương ứng sơ trụ bồ tát là gia vị gì là địa vị gì thuộc cấp bậc nào đại triệt đại ngộ minh tâm tiến tánh như thiền tâm trung quốc đã nói chính là địa vị ấy địa vị ấy không chỉ vượt thoát lục đạo mà còn vượt thoát mười pháp giới Ngài ở nơi đâu? Trụ trong cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Tịnh độ chúng ta nói tới bốn cõi ba bậc chính phẩm vì ấy giảng sanh trong cõi thật bảo. Điều này chẳng dễ dàng. Có mấy ai trong hiện thời làm được? Thời trước Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ bảo tôi, Cụ nói trong hiện thời chẳng có ai có thể làm được. Lời ấy là thật, chẳng giả. Buông tự tư tự lời xuống, buông tiếng tâm lời dưỡng xuống, buông ngã chấp chàng khó. Tiểu thừa đã làm được nhưng tương ứng với pháp tánh thì người tiểu thừa chẳng làm được quyền giáo bồ tát cũng chẳng làm được trong mười pháp giới không ai có thể làm được do vậy lời của cụ hoàn niệm tổ là thật chẳng giả tâm ngoại khởi tu là hữu lậu tâm ngoại chẳng tương ứng với tâm Tâm là gì? Tâm là Pháp vô gì? Huệ Năng Đại Sư đã nói rất hay. Tâm là thanh tịnh, tâm là bất sanh, bất diệt. Tâm của chúng ta là gì? Tâm của chúng ta là nhiễm ô, chẳng phải là thanh tịnh, Chẳng phải là chân tâm. Tâm của chúng ta là sanh diệt. Tiền niệm vừa diệt, hậu niệm bàn sanh. Nối tiếp nhau, đó là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Dùng vọng tâm để tu, tức là chúng ta dùng tâm sanh diệt để tu, dùng tâm nhiễm ô để tu, Ban thành tựu Pháp hữu lậu. Hữu lậu là gì? Hữu lậu là Phước Đức. Tu Phước Đức có lợi ích gì chăng? Có lợi ích, thật sự là đoạn ác tu thiện. Dùng cái tâm nhiễm ô. Dùng cái tâm sanh diệt. Có báo là gì? Nhân thiên phước báo tiểu phước báo là hưởng phước trong nhân gia. đại phước báo là hưởng phước trên cõi trời. Vì phước báo ấy là hữu lậu nên kèm theo tập khí tiền não. Chưa đoạn tập khí tiền não, đoạn hết tập khí tiền não. sẽ trở thành pháp vô lậu. Như vậy thì sẽ tương ứng với tự tánh. Vì lẽ đó, chính mình hãy suy nghĩ. Tâm của chúng ta có tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác hay không? Nếu tâm chúng ta thanh tịnh sẽ tương ứng với a la hán tâm chúng ta bình đẳng bình đẳng là quyết định chẳng có phân biệt bèn tương ứng với bồ tát tâm chúng ta giác chứ không mê sẽ tương ứng với phật tựa đề kinh này hay quá tựa đề kinh này đã dạy chúng ta tiêu chuẩn tu hành tiêu chuẩn tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm giác ngộ nếu đạt dưỡng mục tiêu tu hành nơi đó người ấy được gọi là chân tu tức là người tu hành thật sự người ấy chẳng cầu tiếng tâm lợi dưỡng chẳng cầu phú quý mà cầu thanh tịnh bình đẳng giác đó là gì đó là cầu thành phật quý vị thấy nhé thanh tịnh thành a la hán bình đẳng thành bồ tát giác thành phật người ấy tu hành nhằm cầu gì cầu làm a la hán bồ tát phật đà người ấy thật sự học phật được hết thảy chư phật hộ niệm được long thiên thiện thần ủng hộ chứ gì hãy nghĩ xem nếu tâm thật sự theo đuổi thanh tịnh bình đẳng giác trên thế giới này có tai nạn hay không tai nạn gì cũng chẳng liên can đến người ấy người đó đã giải thoát vượt thoát dẫu thế giới này tốt đẹp cách mấy đi nữa Người ấy đã vượt thoát Vì vậy người ấy sanh trong cõi thật báo Cõi thật báo trang nghiêm thù thắng khôn sánh Người ấy có khởi tâm động niệm ở nơi đó hay không? Chẳng khởi tâm, không động niệm Người ấy cũng chẳng cảm thấy nơi đó rất tốt đẹp Nếu cảm thấy nơi ấy tốt đẹp Chẳng phải là tâm phân biệt đã dấy lên rồi sao? Có phân biệt bạn có chấp trước, bạn đọa là người ấy là Phật ở chỗ nào. Do đó, người ta cứ ngụ trong ấy, nhưng chẳng khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn chẳng có. Chúng ta bạn có thể nghĩ là người ấy chẳng có phân biệt chấp trước. nếu chúng ta dùng tiêu chuẩn này làm mục tiêu tu học của chính mình chúng ta thật sự chẳng phải là hành bồ tát đạo mà là phật đạo tức là đạo để thành phật khi ấy phật pháp là pháp nhất thừa là con đường thành phật thẳng tắc niệm phật hay lắm Dùng pháp môn niệm Phật để tu đạo thành Phật Chẳng hề có mảy may tham cầu pháp thế gian hay xuất thế gian Tâm mong cầu đoạn sạch sành sanh Ta chỉ cầu tâm thanh tịnh bình đẳng giác trong tương lai sẽ giảng sanh về đâu? Sanh về cõi thật báo trong Tây Phương Cực Lạc. Người ấy chẳng sanh trong cõi phương tiện hữu dư, cũng chẳng phải là cõi phàm thánh đồng cư, mà sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. chúng ta có thể làm giống như vậy hay không có rất nhiều người hoài nghi ta tạo tội nghiệp quá nặng chẳng thể đến cõi thời báo ta chỉ là hạ hạ phẩm trong cõi phàm thánh đồng cư là được rồi thỏa mãn rồi cũng là khá lắm Chẳng thể nói là quý vị sai lầm. Nhưng thiện đạo đại sư đã dạy chúng ta một câu. Thiện đạo đại sư là người đời đường, là tổ sư đời thứ hai của tịnh Độ Tông. Lịch đại truyền tụng lão nhân gia là A-di-đà Phật ứng hóa đến thế gian. Người Nhật Bản rất tin tưởng, sùng à bái, bái Pháp Sư Thiện Đạo, đạo vì我们中... dược rất xa người Hoa. Người Hoa tôn, tôn trọng Thiện Đạo Đại Sư chẳng nhiều lắm. Đạo đạo người à Chứ người Nhật Bản nha. vô cùng tôn trọng. Thì看到, Quý vị đến Nhật Bản thấy trong mỗi chùa miếu có đắp hình tượng Thiện Đạo Đại Sư. Lại còn có rất nhiều tự miếu đề tên là Thiện Đạo Tự. Do vậy, hệ chưa gì thấy Thiện Đạo Tự, thì đó là Đạo Tràng Tịnh Độ Tông. Dùng ngay đức hiệu của Thiện Đạo Đại Sư làm tên chùa. Lão nhân gia đã dạy chúng ta một câu như sau. Tây phương thế giới Tứ độ tam bối cửa phẩm Tổng tại ngộ duyên bất đồng Câu này nói rất hay Chúng ta phải tin tưởng Hiểu ý nghĩa câu nói ấy của thiện đạo đại sư Ngài đã dạy rõ quý vị giảng sanh cõi nào trong bốn cõi, giảng sanh trong phẩm vị nào. Điều ấy được quyết định do gặp duyên khác nhau. Này chúng ta gặp duyên vô cùng thù thắng. À, duyên ấy là gì? Duyên ấy là duyên trong cõi thường tịch quan. Duyên trong cõi thật báo trang nghiêm. Chẳng phải là duyên trong những cõi thấp hơn. Xác thực là chẳng ít. Từ xưa đến nay, người như thế rất nhiều. Những ông già bà cả ở nông thôn chẳng biết chữ, nhưng là người rất thiện lương. Nói theo Phật Pháp là người có thiện căn. Nếu họ gặp duyên, hãy gặp duyên, bảo họ niệm kinh. Họ chẳng niệm được, cũng chẳng thể ghi nhớ nhiều ngần ý. Báo họ nghe kinh thì cũng chẳng có ai giảng kinh cho họ. Mà giảng kinh thì cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Gặp một người khuyên họ niệm A-di-đà-phật, họ bèn thật hà niệm. Lúc lâm chung giảng sanh, những người như thế sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Đó là gặp duyên, nhưng duyên chẳng thù thắng. Này chúng ta gặp duyên vô cùng thù thắng. Gặp kinh vô lượng thọ, gặp kinh hoa nghiêm, gặp khá nhiều giáo quấn trong kinh luận đại thừa. Duyên ấy quá thù thắng. Hiểu rõ ràng minh bạch bốn cõi ba bậc chính phẩm chúng ta cũng hiểu thành phật thành bồ tát thành a la hán như thế nào đều hiểu rất rõ ràng đó là gặp duyên bất đồng chúng ta có thể buông hết vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để niệm một câu a di đà phật chúng ta sanh về tây phương cực lạc thế giới sẽ sanh về nơi đâu công phu tốt đẹp bèn sanh trong thường tịch quan tịnh độ kém hơn là sanh vào cõi thật bảo tràng nghiêm câu nói ấy đã chỉ rõ vì sao nghe kinh rất quan trọng nghe kinh có lợi ích ở chỗ nào giúp chúng ta tăng cao phẩm vị lại còn tăng với một mức độ rộng lớn trong hiện tiền chúng ta sống trên quả địa cầu này hiện thời tai nạn rất nhiều pháp môn này giúp đỡ quý vị bất luận tai nạn nghiêm trọng nào tâm địa quý vị bình an chẳng mãi may bị ảnh hưởng bởi tai nạn tâm quý vị bình thản tĩnh lặng chẳng kinh sợ chẳng hoảng hốt quý vị thấy đó kinh giáo này có sức mạnh to lớn dường ý tâm địa an định chẳng bị ảnh hưởng dẫu tai nạn bên ngoài to lớn đến mấy vẫn chẳng thể ảnh hưởng quý vị dẫu là tử vong trong khi tai nạn quý vị sanh ngay về thế giới cực lạc a di đà phật đến tiếp dẫn Chẳng tìm được lợi ích thù thắng như thế trong các pháp môn khác. Chẳng phải là các pháp môn khác không có những lợi ích ấy. Nhưng công phu đó rất khó thành tựu. Tịnh tông dễ dàng. Chỉ cần quý vị chịu hành, chỉ cần quý vị chịu buồn xuống. Ai nấy đều có thể làm được. Buông xuống, chẳng phải là buông đằng miệng, mà phải thật sự làm. Làm từ đâu? Từ trì giới, chịu khổ. Trước lúc ra đi, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng ta hai câu. Ngài bảo tất cả các đệ tử lấy giới làm thầy lấy khổ làm thầy hiện thời cuộc sống vật chất rất phong phú chúng ta có cần truy cầu hay chăng chẳng cần cuộc sống khổ sở một chút sẽ tốt hơn nếu có dư dả dạ, hãy giúp đỡ kẻ nghèo khổ nhiều hơn một chút chúng ta sống tiết địa một chút sẽ có thể giúp rất nhiều người nghèo khổ đó là lòng dạ bồ tát như trong liễu phạm tử quấn có kể vợ tiên sinh viên liễu phạm vào mùa đông may áo bông cho con dùng loại bông giải thông thường tiên sinh liễu phạm thấy vậy hỏi trong nhà ti miên rất nhiều sao nàng lại dùng bông giải bà ta nói ti miên đắt tiền bông giải rẻ hơn Thiếp đem ti miên bán đi, mua nhiều bông dải, may nhiều bộ quần áo, còn cái có áo mặc. Mà những người nghèo cũng được mặc. Tiên sinh Liễu Phàm nghe nói rất quan hỷ. Còn cái thật có phước. Phước do đâu mà có? Người bị thua thiệt bèn có phước. Kẻ chịu khổ bèn có phước ý nghĩa ấy rất sâu đó là chân lý vì thế tuy khoa học kỹ thuật hiện thời phát triển thứ gì cũng đều thuận tiện nhất định phải biết tiết kiệm tài nguyên phải biết tiết kiệm trở nên lãng phí Lãng phí sẽ có tội lỗi. Thứ gì cũng phải ăn hết. Chẳng thể ăn chớ nên dứt bỏ. Thế dứt bỏ sẽ mắc tội. Vì sao phải nghĩ? Thứ này ăn không ngon. Nhưng trong thế gian hiện thời, vẫn còn rất nhiều người đang lâm vào tình cảnh đói khác. Chẳng có gì để ăn. Nếu họ gặp được thứ ấy, sẽ coi như của báo. Mà chúng ta còn chê ổng, chê eo. Chê ổng, chê eo là tạo nghiệp, trở nên có phân biệt, trở nên có chấp trước. Nhất định phải biết tiết kiệm. Thường có chủ tâm giúp đỡ người khác. Đó là điều tốt đẹp người thật sự tu hành quá đức hạnh ở nơi nào nơi ấy có thiên long thiện thần gia hộ ít tai nạn Người thật sự có đức hạnh có thể làm được. Chúng ta có thể phát tâm ấy hay không? Là một người thật sự có đức hạnh hay không? Phải biết, Thánh hiền là do con người tu thành. Phật Bồ Tát cũng do con người tu thành. Người ta có thể thành thánh, thành hiện, thành Phật, thành Bồ Tát. Vì sao ta chẳng làm được? Vì sao người khác làm được? Họ buồn xuống dạng duyên nên làm được. Vì sao ta chẳng buồn xuống được? Hệ buồn xuống liền làm được. Buồn xuống không được. Còn có tham sân si mạng, tức là phàm phu. Buông tham sân si mạng xuống, trước hết phải buông xuống từ đối tượng, tức là buông tài sắc danh vọng Ăn uống ngủ nghỉ xuống, nhục thân của chúng ta ở trong thế gian này chẳng thể không có những thứ ấy. Nhưng vừa phải là được rồi. Chớ nên có tâm tham. vì thế tri chỉ <laughs> sẽ gần với đạo quý vị thấy phật bồ tát từ trong kinh này chúng ta đã đọc thấy trước khi thành phật bồ tát dưỡng đạo tại đâu suốt nội diện dưỡng gì dưỡng tri chỉ đầu xuất có nghĩa là tri túc đầu xuất thiên là tri túc thiên chúng ta đối với hết thảy đều biết đủ trong tương lai sẽ sanh về đầu xuất thiên kẻ chẳng biết đủ sẽ chẳng thể sanh lên cõi trời ấy điều này cho chúng ta biết thật sự tri chỉ một trăm phần trăm tri chỉ người ấy bèn thành phật cổ đại đức trung quốc thường nói tri túc thường lạc đó là thật người ấy chẳng có ưu lự rất vui sướng được một chút đã rất thỏa ý chẳng còn mong mỏi nữa câu kế tiếp vô cùng hay dĩ vô biên công đức bất ngoại tự tâm Câu này nói rất hay. Vô lượng vô biên công đức đều do tự tâm của cái vị thành tựu. Chư Phật như Lai chẳng hề cầu cạnh kẻ cả khác. Ngạn ngữ của Trung Quốc cũng nói rất hay Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao Phạm phu Đặc biệt là trong xã hội hiện tiền này nói chung đối với các tin tức bất luận là thiện hay bất thiện thường mong biết nhiều hơn một chút thật ra người tu đạo có cần biết những tin tức ấy hay không chẳng cần biết khéo tu tự tâm công đức bèn viên mãn đó là đạo lý nhất định thường giữ gìn tự tâm thanh tịnh bình đẳng thanh tịnh và bình đẳng đều thuộc về định thanh tịnh là chẳng nhiễm ô bình đẳng là chẳng dao động đó là công phu thiền định. Tùy thuận chân như tu nhất thiết pháp, tắc năng cổ túc vô biên công đức. Chân như là chân tánh. Nếu quý vị chẳng biết chân như là gì, thì chân như chính là thanh tịnh bình đẳng giác, ngay trong tựa đề kinh. Vì nó chẳng giả. Trong cuộc sống hàng ngày khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều tương ứng chân như. Luôn tương ứng với chân như. À, thì gọi là như nói cách khác tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác khởi tâm động niệm tâm địa thanh tịnh chẳng có nhiễm ô tâm địa bình đẳng chẳng bị dao động đó là tương ứng ngôn ngữ tạo tác đều tương ứng với thanh tịnh bình đẳng thì tâm ấy trụ trong giới định huệ. Giới là tự nhiên chẳng vượt ngoài quy cổ. Giống như khổng lão phụ tử. Khổng lão phụ tử rất khó có. Ngài nói đến lúc 70 tuổi mới đạt được công phụ ấy. Tùy tâm sở dục, bất du cổ, Cổ là quy cổ, đó là giới luật. Thuận theo lòng mong muốn, tự nhiên tương ứng với giới luật. Chẳng có mảy may miễn cưỡng nào. Tự nhiên tương ứng. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cảnh giới này cho chúng ta thấy Lão nhân gia thuyết pháp 49 năm đã thực hiện được. Khổng tử 70 tuổi mới đạt đến cảnh giới ấy. Đó đều là Phật Bồ Tát thị hiện biểu diễn cho chúng ta thấy. Sự biểu diễn của khổng tử là người bình phàm, còn sự biểu diễn của Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc thượng thượng căn. Ngài chẳng phải là kẻ bình phàm. Lúc khai ngộ bạn thực hiện được. Ba mươi tuổi bắt đầu giáo học thì đã tùy tâm sở dục bất vô cũ rồi. Khổng tử đã cho chúng ta biết Tấn Độ trong sự tu học của Ngài Tam Thập Nhi Lập giống như chúng ta học hành hiện thời 30 tuổi tốt nghiệp chương trình tiến sĩ giành được mảnh bằng tiến sĩ đó là Nhi Lập Tứ Thập Nhi Bất Hoạt có thể tương ứng với trí huệ chẳng còn bị mê hoặc ngũ thập tri thiên mạng lục thập nhĩ thuận nhĩ thuận là gì bất cứ thứ gì cũng đều đã quen thấy quen nghe tâm bình đẳng hiện tiền thất thập tùy tâm sở dục đạt được tự tại chẳng cần phải miễn cưỡng mà tự nhiên tương ứng với chân như tự nhiên tương ứng. 70 tuổi khổng tử mới đạt đến cảnh giới ấy. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh đạt tới ngay cảnh giới ấy. Biểu diễn cho chúng ta thấy trong suốt 49 năm mãi cho đến khi lão nhân già viên tịch tùy thuận chân như tu hết thầy các pháp nay chúng ta học tập những điều được nói trong kinh này là chân như chỉ vậy chúng ta tùy thuận chân như tu hết thầy các pháp như thế nào Hết thảy các pháp là trong cuộc sống thường ngày. Khởi tâm đồng niệm đãi người tiếp vật, chẳng lìa thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy thì sẽ có thể trọn đủ vô biên công đức. Thị cố Tùng chư phật sát trung giai năng thị hiện dĩ hạ tiêu hiển văn thù trí đức trong phần trước chúng ta đã đọc đoạn kinh văn này từ chư phật sát trung giai năng thị hiện cho đến thiện lập phương tiện hiển thị tam thừa đoạn kinh gian này toàn là nói về trí đức của giang thù bồ tát lệ như cổ quan nêu ví dụ ví dụ này sẽ được giải thích trong phần dưới thí thiện huyển sư hiện chúng vị tướng đó là tùy duyên Hai câu kế đó, ư bị tướng trung thật vô khả đắc. Đó là trí huệ của Ngài Giang Thù. Trong hết thể các tướng được hiện, chẳng khởi tâm, không đồng niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước. Vì sao? Biết những tướng được hiện ý là tướng có, thể không. Bồ Tát biết tướng chính là không. Đối với các tướng được hiện ở ngay trước mặt ta, biết chúng là trống không, trọn chẳng thể được. Cho nên, vị ấy chẳng khởi tâm động niệm. Phạm Phu không biết, ngỡ tướng là thật có. Nên phân biệt chấp trước tạo tác tội nghiệp chẳng biết tướng chính là không đó là trí huệ chân thật được gọi là trí huệ văn thù Đối với bốn câu ấy, có thể nói hai câu đầu là phổ hiền hạnh. Thí thiện huyển sư hiện chúng diệt tướng là phổ hiện hạnh Hai câu sau tức ư bị tướng trung thật vô khả đắc là gian thù trí. Chẳng có gian thù trí sẽ tạo tội nghiệp, tạo nghiệp. Có gian thù trí bèn chẳng tạo nghiệp. Chữ đẳng có nghĩa là đoạn kinh văn từ những câu này cho đến hiện lập phương tiện hiển thị tam thừa trong phần sau câu biểu tùng văn thù diệu trí viên mãn phổ hiền thắng hạnh có nghĩa là viên tu và hạnh, chẳng lìa định huệ ý nghĩa này vô cùng quan trọng chúng ta xem tiếp mỗi câu tiếp theo đây sẽ giải thích đoạn trước là nói về đại ý chư phật sát trung Vĩ hạ cộng bá cú Hiển hội trung Bồ Tát trí đức Nghĩa là tất cả các vị Bồ Tát Trong đại hội này Đều có văn thù trí đức Trong phần kinh gian ấy Chư Phật sát trung Giai năng thị hiện Kiến đường dịch biểu chư đại sĩ phổ môn thị hiện chi đức thông thường chúng ta thấy hai chữ phổ môn bèn nghĩ đến quán thế âm bồ tát quán thế âm bồ tát phổ môn thị hiện trên thực tế chỉ cần là minh tâm kiến tánh Bồ Tát sẽ đều có năng lực ấy. Chẳng có vị nào không phải là phổ môn thì hiện. Phổ là phổ biến. Môn là pháp môn. Vô lượng vô biên. Vô số vô tận. Chúng sanh có cảm. Ngài bèn có hiện. Đức ấy là năng lực Ngài có năng lực thị hiện. Bất đẳng tư thử quốc độ thị hiện bác tướng, vì tư thập phương thế giới phổ hiện bác tướng. Thị hiện tám tướng là biểu trưng. Thị hiện thành Phật trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm có nói Ưng dĩ Phật thân, nhi độ thoát giả, tức hiện Phật thân, nhi dị thuyết pháp. Câu kinh giang này mang ý nghĩa nêu ra một trường hợp hiện thân, tức là Bồ Tát có thể hiện thân Phật. Thân Phật còn có thể hiện hướng hồ các thần khác bồ tát thanh gian duyên giác cho đến đồng nam đồng nữ đế vương tướng quân tệ tướng cho đến súc sanh ngạ quỷ địa ngục há lẽ nào chẳng thể hiện thân phật còn có thể hiện mà tức là nói phạm vi hiện thân của ngài rộng lớn ngần ấy hiện thân gì đều chẳng do ý nghĩ của chính ngài nếu chính ngài có ý nghĩ ngài sẽ chẳng phải là bồ tát mà là phàm phu vì sao ý nghĩ là phiền não ngài chưa chuyển được chuyển thức thứ sáu tức ý thức thành diệu quan sát trí chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí chẳng còn ý nghĩ nữa phàm phu có ý nghĩ lục đạo chúng sanh có ý nghĩ lại thưa cùng quý vị Bốn thánh pháp giới cũng có ý nghĩa, bởi qua họ nhạt mỏng một chút, chẳng nghiêm trọng như chúng ta. Họ có ý nghĩa, nên gọi là phàm phu. Lục đạo được gọi là giới nội phàm phu, giới là tam giới. Giới nội là trong tam giới. Tức là lục đạo luân hồi Tức là luân hồi trong lục đạo A-la-hán, à là Hán, Đức Chi Phật, Bồ-Tát Phật Gọi là giới ngoại phàm phu Giới ngoài tam giới Nhưng vẫn là phàm phu Vì sao? Họ chưa chuyển phàm thành thánh Cũng có nghĩa là Người đã chuyển tám thức thành bốn trí Thì là thánh nhân Chẳng gọi là phàm phu Mà thật sự là bậc thánh nhân Chế nên không biết định nghĩa của phàm phu trong Phật Pháp như đang được nói ở đây. Khác hẳn Thánh Nhân. Như người Hoa thường nói, Thánh Nhân của Trung Quốc là Thánh Nhân trong nhân gian. sanh về thiên đạo cũng là thánh nhân bậc đại thánh đã sanh thiên trong phật pháp chẳng phải là như vậy phật pháp nói đến thánh nhân thì bậc vượt thoát mười pháp giới mới là thánh nhân chưa vượt thoát mười pháp giới thì vẫn gọi là phàm phu bất qua bốn thánh pháp giới gọi là ngoại phàm ngoại phàm còn được gọi bằng danh xưng khác là tiểu thánh Nhà Phật gọi họ là Tiểu Thánh. Thánh nhân Tiểu Thừa chưa thoát khỏi mười Pháp giới. Thoát khỏi mười Pháp giới sẽ gọi là Đại Thánh. Chẳng phải là Tiểu Thánh, mà là Đại Thánh. Đều có thể thị hiện. Đó là phổ môn thị hiện trì đức. Chúng ta biết những vị đại sĩ đại bồ tát ý ở trong cõi thật báo trang nghiêm dùng tiêu chuẩn trong kinh hoa nghiêm để nói kinh hoa nghiêm nói từ sơ trụ bồ tát trở lên thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giá 41 địa vị ấy. Cư sĩ Giang Dị Nông chú giải Kinh Kim Cang Tác phẩm Kinh Kim Cang giảng Nghĩa là chú giải của ông ta. Đối với bộ Kinh Kim Cang Cổ nhân đối với một bộ kinh thâm nhập một môn Hưng tu lâu dài suốt 40 năm. Đổ công sức 40 năm nơi một bộ kinh. Nên có thành tựu. Là người có thẩm quyền nhất về kinh Kim, kim Cang. Do vậy, phạm những ai nghiên cứu hoặc học kinh Kim, kim Cang, chẳng thể nào không đọc bộ giải nghĩa của ông ta. Thật sự chịu học đọc bộ giải nghĩa là đủ rồi, chẳng cần tìm đọc các bản chú giải khác. Bản giải nghĩa của ông ta có thể nói là đã tổng hợp, hoàn thiện tất cả những lời chú giải kinh Kim Cang xưa nay. Rất thuận lợi cho người học kinh Kim Càng. Còn có một vị cư sĩ nữa, là cư sĩ Châu Chỉ An, sống vào thời dân quốc. Suốt đời chuyên dốc công sức nơi tâm kinh, tức bát nhã tâm kinh. Chứ vị đều biết tâm kinh chỉ có 260 chữ. Ông ta dùng thời gian bao lâu? Cũng là tốn 40 năm viết thành bộ chú giải tâm kinh thuyên chú tổng hợp hoàn thiện các lời chú giải tâm kinh của các vị đại đức xưa nay rất tuyệt diệu trong thời kỳ mạt pháp hai vị ấy đã nêu gương rất hay cho những người phát tâm nghiên cứu kinh giáo. Gương mẫu ấy chính là thâm nhập một môn huân tu lâu dài. Thành tựu của họ khiến cho người khác tán thán. 40 năm vui mày chẳng bỏ một bộ kinh. trở thành người chú giải có thẩm quyền về một bộ kinh. Này, cái gì nói tới Kim Kim Cang hay nói tới Tâm Kinh, chẳng thể không biết đến hai bạn chú giải ấy. Hai vị ấy cuối cùng đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ, chúng ta có thể suy ra các vị ấy chẳng ở trong cõi đồng cư mà cũng chẳng ở trong cõi phương tiện. Hai vị ấy sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Điều này chẳng giả chút nào. Vì sao họ có trí huệ? Kim Cang Bát Nhã và Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đều là trí huệ. Lại còn là trí huệ của giang thù Đã có trí huệ giang thù đương nhiên viên mãn hạnh phổ hiền thù thắng Chắc chắn là như vậy Do đó chúng ta biết các vị ấy giảng sanh trong cõi thật bảo. Chúng ta phải thật sự học theo Gương tốt đã bày ra trước mặt suốt đời chẳng thay đổi phương hướng, suốt đời chẳng lan mang sang pháp khác, chuyên giáo công sức nơi một bộ. do đó họ có năng lực ở trong hết thể các quả phật trong mười phương ứng với lòng cảm của chúng sanh chúng sanh mong hãy dùng thân phật để độ các ngài sẽ giống như thích ca mâu ni phật thể hiện tám tướng thành đạo phổ độ chúng sanh trong thế giới của họ Sơ trụ Bồ Tát có năng lực ấy. Nên cư sĩ Giang Dị Nông đã dùng 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm để giải thích từ ngữ. Chư Phật Như Lai trong Kinh Kim Cang, 41 địa vị chính là chư. Chư là nhiều, 41 địa vị ấy đều là chư Phật Như Lai. Do vậy, tại Trung Quốc, trong giáo Pháp Đại Thừa thường nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Trong tịnh Độ Tông, phương tiện thù thắng khôn sánh. Một người hạ quyết tâm, trong một đời này, ta quyết định ta giảng sanh thế giới cực lạc. Mấy mây hoài nghi đều chẳng có. Người ấy sẽ thành Phật trong một đời, viên mãn trong một đời. Ai biết? Chư Phật như Lai biết. Chư Phật như Lai chứng minh cho người ấy. Trong sách yếu giải, ngẫu Ích Đại Sư đã dạy chúng ta đạo lý ấy. Người niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Quyết định được bởi có tính nguyện hay không? Quý vị có lòng chân tính, có chân nguyện. Tôi thật sự tin tưởng, thật sự mong về thế giới cực lạc. Tức là quý vị hội đủ điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc. Nhất định sẽ sanh về tới Tây Phương cực lạc thế giới phẩm vị cao hay thấp ngẫu ích đại sư nói đó là do công phu niệm phật của quý vị sâu hay cạn công phu tốt đẹp phẩm vị giảng sanh cao công phu kém hơn một chút phẩm vị thấp hơn hai câu ấy nói rất hay Ấn Quang Đại Sư bội phục hai câu ấy nằm dốc sát đất. Lịch Đại Tổ Sư Đại Đức Giảng Kim Di Đà, Chú Giải Kim Di Đà, trọn chẳng hé lộ tin tức ấy. Ngẫu Ích Đại Sư hé lộ cho chúng ta biết. khiến cho người tu tịnh độ cầu giảng sanh kiên định tính tâm nếu thường xuyên hoài nghi ta có thể sanh về thế giới cực lạc hay không thì do thường hoài nghi sự giảng sanh tây phương cực lạc thế giới cũng phải đánh dấu hỏi thật vậy chẳng biết quý vị có nắm chắc hay không người có tính tâm kiên định quyết định được giảng sanh Ngẫu Ích Đại Sư đã chứng minh cho quý vị Người thật sự cầu giảng sanh Chỉ nói miệng suông không được Phải có hành động Hành động là gì? Đối với thế gian này Thật sự chẳng có một mảy may lưu luyến nào Thật sự buồn xuống Đấy mới là chân tính, chân nguyện nếu còn tham luyến thế gian này còn có một mảy may chẳng buông xuống được sẽ chẳng phải là chân tâm chẳng phải là chân nguyện chân tâm chân nguyện là triệt để buông xuống chẳng có lưu luyến mảy may nào người ấy quyết định giảng sanh Trong kinh này, thí thiện huyển sư là tỷ dụ hiện chúng dị tướng. Này chúng ta gọi huyển sư là ảo thuật gia, làm trò ảo thuật. Khi chúng ta xem họ biểu diễn, trong các chương trình đại nhạc hội có biểu diễn ảo thuật. Tại Ấn Độ và thời cổ, họ được gọi là huyễn sư. Người qua gọi những người biến ma thuật là ma thuật sư. Trí độ luận giết Tây Phương Hữu huyễn thuật nhân. Những người làm ảo thuật có thể làm những trò biến hóa. Nhất thiết giai năng quá hiện. Cung điện thành quách lang vũ kết cân di thố thủ đới di xà chủng dụng chủ, chủ biến hiện đẳng đây là nói tới những kỹ xảo biến hiện của nhà ảo thuật nêu lên vài thí dụ để nói chẳng có cung điện ông ta có thể biến hưởng cung điện cho quý vị thấy biến huyễn thành trì lầu gác những kiến trúc như cung điện hành lang dài có thể biến hiện những hiện tượng có thể biến một chiếc khăn tay thành con thỏ biến một chiếc thắt lưng thành con rắn Biến hiện những trò vui ấy cho quý vị xem. Thật ra quý vị biết tất cả đều là giả. Chẳng có thứ gì là thật. Ở đây Đức Phật mượn tỷ dụ này để nói. Tỷ dụ cho dễ hiểu. Cố kim tá thuật giả chi huyện hóa. Sự biến hóa của người làm ảo thuật. Ví dụ đại sĩ chi phổ môn thị hiện những vị pháp thân đại sĩ tức là 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong các thế giới chư phật khắp mười phương thế chúng sanh có cảm các ngài bèn có ứng khi ứng bèn hiện thân ngài hiện thân thuận theo ý niệm của chúng sanh chúng sanh muốn ngài hiện thân gì Ngài bèn hiện thân ý. Chẳng phải do chính mình, các ngài chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Không khởi tâm, không đồng niệm, đó là trí. Chính mình thể hiện độ chúng sanh có chấp tướng độ chúng sanh hay không? Chẳng chấp trước. Vì sao? Tướng của chúng sanh là trống không. Tướng do chính mình thể hiện cũng là giả có gì tốt lành để chấp trước thấy đều chẳng chấp trước điều này gọi là tam luân thể không tức là chẳng chấp trước tự tướng chẳng chấp trước tha tướng và cũng chẳng chấp trước các thứ phương pháp phương tiện thiện xảo được sử dụng để giúp đỡ chúng sanh trong ý thấy đều không chấp trước biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng tự tướng tha tướng các thứ hiện tướng không gì chẳng phải là hư vọng trong mắt các ngài hoàn toàn thấy những cảnh giới ấy là hư vọng hoàn toàn hiển lộ viên mãn trước mắt chúng ta vì sao chúng ta chẳng thấy chúng ta bị những tướng ấy mê hoặc ngỡ chúng là thật điều này có nghĩa là tâm chúng ta bị nhiễm bẩn Tâm giống như nước Bị nhiễm bẩn, dao động Dao động bèn nổi sóng gió Nước ấy bèn mất đi tác dụng chiếu soi Tâm Bồ Tát thanh tịnh Bất động Bình đẳng chẳng dao động Giống như nước trong giác chẳng nổi sống giống như một tấm gương chiếu cảnh giới bên ngoài rõ ràng rành rẽ vì vậy trong cảnh giới các ngài chẳng khởi tâm không động niệm chẳng phân biệt không chấp trước chúng ta đánh mất tác dụng chiếu chiếu là trí huệ Do đâu mà có trí huệ? Trí huệ do thanh tịnh bình đẳng mà có. Thanh tịnh bình đẳng là thiền định. Chư vị phải hiểu, tâm thanh tịnh bình đẳng là chân tâm của chính mình. Này đang bị nhiễm ô, bị dao động, tâm ấy gọi là vọng tâm giọng tâm chẳng rời khỏi chân tâm là sống chẳng rời khỏi nước nước là chân tâm sống là giọng tâm thanh tịnh là chân tâm nhiễm ô là giọng tâm chúng ta có dập trước là nhiễm ô có phân biệt bạn có dao động Chúng ta phải học tập trong cảnh giới. Học gì vậy? Đầu tiên là học chẳng nhiễm ô. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Chẳng bị nó ảnh hưởng tiếp xúc chẳng dấy lên tự tư tự lợi chẳng khởi tham sân si mạng chẳng bị chúng quấy nhiễu trông thấy bèn rất quan hệ tức là bị nhiễm bẩn trông thấy rồi cảm thấy đáng ghét cũng là bị nhiễm bẩn ta trông thấy bèn mong chiếm hưởng Muốn khống chế đều là bị nhiễm bẩn. Phải thời thời khắc khắc cảnh giác điều này. Tới công ty bách quá một chuyến chẳng sao cả. Người thật sự tu hành thường đến đó. Vì sao? Thấy những thứ ấy mà chẳng động tâm. Đó là chân tu hành. Định huệ giữ quân bằng. Xem là gì? Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển. Sản phẩm khoa học lại đổi khác mỗi ngày mỗi tháng. Mỗi ngày đến xem, đó là trí huệ. Quý vị hiểu rõ. Như như bất động, đó là định công. Thật sự tu định chẳng phải là ngồi xếp bằng ngó vào giác, mà là dạo trong công ty bất quá mỗi ngày. Chân tu thiền định chân định chẳng phải giả. Xếp bàn ngó vào dách mấy năm nhưng đến công ty bách quá một chuyến vẫn khởi tâm động niệm. Thôi rồi. Quý vị xem 53 lần tham học trong Kinh Hoa Nghiêm. Các vị trưởng lão tu thiền định ở chỗ nào? Tu trong công ty bách quá là nơi náo nhiệt nhất. Họ đi dạo phố, thiện tại đồng tử đến tham phỏng họ, biết họ đang tu thiền định trong ấy. Người ta thấy họ dạo phố, cũng xem cái này, cũng ngó cái kia, nhìn đông ngó tay, nhưng thiện tài đồng tử biết đó là thiền định thật sự. Phải hiểu điều này, phải thật tu, phải thật luyện, phải thật sự luyện công phu, đoạn trừ tham sân si mạng nghi. Chẳng tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, sẽ chẳng đoạn được. Giả chất, chẳng phải là thật. Nếu tiếp xúc mà thật sự đoạn được, đó là thật, chẳng giả. Do vậy, tiên sinh Phương Đông Mỹ thuở trước giới thiệu triết học kinh Phật cho tôi, bảo Phật Pháp vốn đạt đến cái thật. Chẳng phải là đạt đến cái giả, trải qua thí nghiệm bằng 53 lần tham học. Chẳng trải qua thí nghiệm, thì nói theo khoa học, chẳng thể coi là thật. Thông qua thí nghiệm thì mới là thật. Chẳng giả chút nào. do vậy kinh hoa nghiêm là bộ kinh được giảng đầu tiên sau khi đức thế tôn thành đạo là pháp luân viên mãn là bộ kinh bậc nhất trong phật môn ư Tư bỉ tướng trung thật vô khả đắc chữ tướng chỉ y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười Pháp giới. Cũng là như Kinh Kim Cang đã nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Phàm những gì có tướng không chỉ bao gồm mười Pháp giới, mà còn kể cả cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật như lại vì sao cõi thật báo trang nghiêm có tướng trong hết thảy các kinh đức Phật chưa hề nói Phạm những gì có tướng đều là hư vọng ngoại trừ cõi thật báo trang nghiêm chẳng nói câu ấy chẳng nói câu ấy thì chúng ta biết cõi thật báo cũng là hư vọng vì là chân thật chân thật chỉ có một chẳng có thứ hai đó là cõi thường tịch quan thường tịch quan là chân thật chẳng giả dạ. vì sao Diễn hằng bớt biến cõi thật báo do đâu mà có qua học tập kinh hoa nghiêm chúng tôi mới biết chứ trong quá khứ đây là một nghi vấn cũng là bao nhiêu năm đều chẳng thể giải quyết, chẳng nghĩ ra. Cõi ấy do đâu mà có? Bồ Tát tu hành đạt đến Đại Triệt Đại Ngộ, minh tâm kiến tánh, sanh trong cõi thật báo. chúng ta có thể suy tưởng những người đại ngộ ấy khởi tâm đồng niệm đã đoạn trừ chẳng khởi tâm không đồng niệm đương nhiên phân biệt và chấp trước đã sớm chẳng còn Thế giới ấy là thế giới bình đẳng. Vì sao có hiện tướng? Phải biết, đúng là nhất chân Pháp giới. Thuần chân vô vọng. Còn các Bồ Tát trong cõi thật báo tuy đã thuần chân vẫn còn mang theo giọng à, nên vẫn chưa bỏ được tướng từ kinh hoa nghiêm chúng ta có thể thấy tin tức ấy tin tức gì vậy kinh hoa nghiêm nói hàng pháp thân đại sĩ còn có bốn mươi mốt địa vị 41 địa vị ấy do đâu mà có? Người đã đạt đến không khởi tâm, không động niệm, còn có địa vị gì nữa? Có địa vị là có phân biệt. Có phân biệt thì có chấp trước. Do vậy họ là phạm phu. Vì vậy chúng ta phải thảo luận vấn đề này. Chúng ta thấy trong kinh có nói một câu. Vô thủy vô minh tiền não đã đoạn. Cũng có nghĩa là thật sự chẳng khởi tâm, không đồng niệm, đã đoạn vô minh phiền não. Nhưng tập khí chưa đoạn. Tin tức ấy khiến cho chúng ta Cuối cùng tỉnh ngộ, vô thị vô minh đã đoạn nhưng tập khí chưa đoạn. 41 địa vị là do tập khí dày hay mỏng mà chia ra. Càng lên cao, tập khí càng mỏng. Cho đến khi tập khí hoàn toàn chẳng còn nữa Vì Bồ Tát như vậy Được gọi là Phật Đà Đã đạt đến Phật quả viên mạng rốt ráo Tập khí chẳng còn nữa Do vậy ta có thể biết Cõi thật báo do tập khí biến hiện Chẳng có tập khí Cõi thật báo cũng chẳng có Cõi thật báo chẳng có thì còn lại một cõi là thường tịch quan tịnh độ đó là thật là tự tánh trở về tự tánh là thường tịch quan do vậy cõi thường tịch quan gọi là diệu giác diệu giác là thường tịch quan thường tịch quan là diệu giác cõi thật báo chẳng có khởi tâm đồng niệm nhưng có tập khí vô thủy vô minh đoạn trừ nhưng tập khí vô thủy vô minh vẫn còn chỉ cần tập khí hãy còn thì có tướng cõi thật báo tập khí chẳng còn tướng của cõi thật báo cũng chẳng còn chúng ta mới hiểu rõ ràng rành rẽ đúng là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng những gì bồ tát ý nhân thật tri thị huyễn cố ư huyễn bất mì các ngài biết ngay cả cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Đều là biến huyển Chẳng phải là thật Huống hồ mười Pháp giới Huống gì lục đạo Hiểu rõ ràng minh bạch Đối với các cảnh giới ấy chẳng có mảy may mê hoặc nào Thật sự khế nhập cảnh giới ấy nếu quý vị thấy trên địa cầu tai nạn hiện tiền, thì sẽ giống như gì? Giống như chúng ta xem phim 2012 trong rạp chiếu phim, đó là huyển Chẳng phải là thật sự. Biến ra hình trạng ấy. Biểu diễn trước mặt quý vị, quý vị bạn thấy chân tướng. Giống như đang xem phim Có khởi tâm động niệm hay không? Chẳng khởi tâm không động niệm Vì sao? Quý vị hiểu nhân như thế Duyên như thế Quả như thế Báo như thế Nó đang biểu diễn ở nơi đó Diễn gì vậy? Diễn nhân duyên quả báo Chẳng sai mảy may Có liên can với chính mình hay không? Chẳng dính dáng mảy may. Vì sao? Thân này của chính mình cũng là huyễn, Cũng chẳng thật. Đối với cảnh giới, chẳng khởi tâm đồng niệm. Đối với tự thân, cũng chẳng khởi tâm đồng niệm. Đó là giải thoát. Là đắc đại tự tại vì thế chẳng có trí huệ sẽ không được chẳng có trí huệ sẽ ngỡ là thật đã coi là thật sự bèn có khổ thọ quý vị biết là giả sẽ chẳng có khổ cổ đại đức cũng nói một câu danh ngôn Vậy chúng ta Hãy thật sự thấy thấu suốt Dẫu bị giết chặt đầu vẫn chẳng cảm thấy kinh hãi Tương đầu lâm bạch nhân Nghĩa là đem kề dao sát cổ Do như trảm xuân phong Quý vị thấy họ tự tại lắm Tiêu sái vườn ý Người chưa nhập cảnh giới ấy sẽ chẳng thuốc nên lời ấy được. Do tri huyện nên người ấy chẳng mê. Như Bảo Tích Kinh Trung Học huyện Thiên Tử Thuyết kệ Tán Phật Diệt Như huyện Sư Tá Huyện Tự ư huyễn bất mê Dĩ tri huyễn hư cố Phật quán thế diệt nhiên Mấy câu này nói hay quá Này chúng ta sống trong thế giới này Nếu học thông suốt mấy câu này có gì chẳng có chút ưu lự nào Mà cũng chẳng có mảy may kinh hải nào À, Huyễn sư là ai? Câu này phải nói rõ ràng. Huyễn sư là ý niệm. Trong giáo Pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói rất nhiều lần hết thị các pháp sanh từ tâm tưởng huyển sư là tâm tưởng phải biết chư phật và pháp thân bồ tát chẳng có tâm tưởng các ngài chẳng phải là huyển sư do chẳng có tâm tưởng huyển sư là kẻ có tâm tưởng đều là huyễn sư tự làm tự chịu chính mình biến hóa trong ý để chính mình tự thọ dụng chẳng phải là phật bồ tát biến hóa mà do chúng sanh trong mười pháp giới biến hóa Người trong cõi thật báo trang nghiêm Tuy vẫn còn có tập khí vô thị vô minh Nhưng cũng chẳng biến quá Do vậy quý vị phải thấy rõ ràng chỗ này Chẳng phải là Phật Bồ Tát biến quá Mà do chúng sanh trong mười Pháp giới biến quá vì họ hữu tâm, hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng. Tâm ấy là vọng tâm, họ có vọng tâm. Vọng tâm là gì? Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Đó là huyễn sư. Nhưng những kẻ ấy chẳng biết đó là huyễn. Đã mê rồi, những người trong cõi thật báo và cõi thường tịch quan đều biết biết quý vị là huyển sư mà cũng biết quý vị biến ra các huyển pháp ấy biết rõ ràng rành rẽ các huyển sư ấy tuy biết huyển nhưng chính mình chẳng mê. Giống như kẻ làm ảo thuật biết rõ. Kẻ ấy làm ảo thuật cho người khác xem. Chứ kẻ ấy chẳng mê. Người khác mê. Chứ kẻ ấy chẳng mê. Tỷ dụ chỉ có thể sánh dí đến một hạng độ nhất định. Chẳng có cách nào tỷ dụ khích khao. Chẳng thể nào hoàn toàn phù hợp được này chúng ta là huyễn sư mà chính mình cũng mê luôn vấn đề ở chỗ này chính mình đã mê biến huyễn cho người khác xem người khác mê mà chính mình cũng mê luôn những vị pháp thân bồ tát trong cõi thật báo và chư Phật Như Lai trong cõi thường tịch quan đều chẳng mê mấy mấy nào. Do quý vị đã mê, mê là có cảm. Cảm có hữu tâm và vô tâm. Có hữu ý và vô ý. Tuy nhiên, dẫu là vô ý cảm, Phật Bồ Tát cũng có thể tiếp nhận cũng có thể hiện thân thuyết pháp từ bi vô tận mà các ngài biết căn tánh của quý vị nên phật bồ tát vì quý vị hiện thân thuyết pháp quý vị tin tưởng có thể lý giải chịu học theo các ngài các ngài bèn đến nếu quý vị chẳng tin tưởng chẳng thể lý giải các ngài sẽ không đến các ngài chẳng cần khởi tâm đồng niệm người ta là trí huệ chiếu kiến giống như trong tâm kinh đã nói quán tự tại bồ tát các vị Đại Bồ Tát trong Pháp hội này có năng lực bình đẳng với quán âm Bồ Tát. Chẳng có sai biệt. Đều là Pháp thân Đại sĩ. Họ biết như thế nào? Hành thâm bát nhã ba la bậc đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Người ta là chiếu kiến, Giống như một tấm gương Giống như vô tuyến điện trong hiện thời Các ngài có thể tiếp nhận Mà cũng có thể phát sóng Bất luận chúng sanh hữu ý hay vô ý Hữu tâm hay vô tâm Hệ sóng phát ra Các ngài đều nhận được Vừa nhận được Các ngài liên quan toàn hiểu rõ Tự nhiên hiện thân vì chúng ta thuyết pháp đến dạy bảo chúng ta giúp chúng ta giác ngộ giúp chúng ta quay đầu tuyệt đối chẳng có khởi tâm đồng niệm nếu khởi tâm đồng niệm thì các ngài bèn đoạn lạc biến thành phàm phu phàm phu tự cứu mình còn chưa được làm sao có thể cứu người khác dĩ tri huyển hư cố phật pháp thế diệt nhiên như lai nhìn thế gian này thấy y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới giống như pháp thân bồ tát và chư phật như lai Quan sát thế gian này giống hệt như nhau. Chẳng có thứ gì là thật. Chẳng có thứ gì là thật tại. Đối với chân thật và hư vọng, nhà Phật định nghĩa chân là vĩnh hằng bất diệt. Đấy là chân. Hệ có biến hóa, hệ có sanh diệt, thì toàn là giả. Đều chẳng thật. Đức Phật nói câu này, chúng ta rất khó hiểu. Vì sao? Đúng là chúng ta chẳng thể lý giải Đức Phật nói đến sự sanh diệt Chẳng phải là hiện tượng sanh diệt Như chúng ta đã nói Con người được sanh ra là sanh vào thế giới này Người đã chết là diệt mất rồi Chết mất rồi chẳng phải là ý nghĩa ấy Chư Phật như Lai Pháp Thân Bồ Tát Quán sanh diệt là quan sát hiện tượng dao động vô cùng di tế. Do các nhà khoa học lượng tử cận đại đã hé lộ tin tức, chúng ta mới dần dần thấu hiểu ý nghĩa chân thật của mấy lời Phật dạy ấy. tuy các nhà lượng tử lực học không hiểu thấu suốt cho mấy nhưng chỉ cần đôi chút là chúng ta đã có ngộ xứ các nhà lượng tử lực học nói vật chất là giả chẳng thật về căn bản bèn chẳng có vật chất một sợi lông của chúng ta là vật chất một hạt cát là vật chất đem mài hạt cát thành bột mỗi hạt bột ấy vẫn là vật chất nhục nhã của chúng ta còn có thể thấy được cứ sao nói vật chất Thế chẳng tồn tại bản, bản chất của vật chất là gì là ý niệm nhiều ý niệm tích lũy lại một chỗ à, 10, 10, 10, 10. quý vị thấy dường như có thứ gì ở nơi đó thấy có vật chất bản chất của vật chất là thứ ấy Thông qua tin tức ấy, chúng ta ngay lập tức hiểu rõ lời Phật dạy. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, vật chất sanh từ tâm tưởng, lập tức khiến cho chúng ta quay lại quán sát a lại gia thức. Trong kinh Phật, Đức Phật đã giảng a lại gia thức. Ba tế tướng của a lại gia thức, thứ nhất là nghiệp tướng, chúng ta đã biết nghiệp tướng là dao động tức là ý niệm dao động thứ hai là chuyển tướng chuyển tướng là ý niệm ý niệm do đâu mà có ý niệm từ dao động mà có gọi là nhất niệm bất giác đó là dao động thứ nhất do dao động chuyển tướng mới biến thành cảnh giới tướng cảnh giới tướng là vật chất Đối với điều này, chúng tôi đột nhiên hiểu rõ đạo lý Đức Phật đã giảng. Dạ. Trước kia tuy đọc nhưng mơ hồ. Đọc chú giải của cổ nhân cũng mơ hồ. Vì thế, đối với Đại Thừa Phật Pháp, lượng tử lực học của cống hiến rất lớn. Tuy họ chưa nói rất rõ ràng, nhưng nó cũng có rất nhiều lý luận Khiến cho chúng ta vừa tiếp xúc vừa suy tưởng Những điều đã nói trong kinh Bè ngay lập tức hiểu rõ Mới biết tất cả hết thể hiện tượng trước mắt Phạm những gì có tướng đều là hư vọng Chúng ta có thể lý giải Tuy chưa phải là chứng ngộ Chỉ là giải ngộ Nhưng có thể giải ngộ Quý vị sẽ có thể xem nhẹ chẳng còn chấp trước như thế nữa biết chấp trước là sai lầm chấp trước là khổ trong phật pháp nói bác khổ giao tiền do đâu mà có giờ chấp trước mà có buông chấp trước xuống chẳng còn khổ nữa nói tóm lại chẳng có một pháp nào chẳng phải là tự làm tự chịu phải hiểu rõ ràng rành rẽ đạo lý này đã hiểu rõ thì trong bất cứ hoàn cảnh nào sẽ chẳng có oán trời trách người sẽ không trách móc kẻ khác có lỗi với ta sẽ chẳng có ý niệm ấy đều là tự làm tự chịu lại còn nghĩ nghiệp nhân quả báo chẳng sai sót mảy may vì thế phật pháp dùng sáu chữ để bao quát toàn bộ hết thầy các pháp trong vũ trụ có lý lắm sáu chữ ấy là tánh tướng lý sự nhân quả sáu chữ ấy đã nói trọn hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian không có gì ra ngoài sáu chữ ấy trong sáu chữ ấy chỉ có tánh là thật trừ tánh ra tánh có thể sanh có thể hiện những thứ khác hoàn toàn là giả là cái được sanh được hiện chẳng có gì là thật danh từ phật giáo gọi căn nguyên của tất cả hết thể hư huyễn là a lại gia nó là cội nguồn hết thể hiện tượng phát sanh từ nó bản thân nó là hư vọng nên biến hiện tất cả cảm giới thấy đều hư vọng. Đúng, đúng là pha những gì có tướng đều là hư vọng. Hết thể pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Kể đó Đức Phật nêu tỷ dụ như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Quý vị có cách nhìn như vậy, sống như cách nhìn của Phật. Phật tri Phật kiến. Kinh Pháp Hoa bảo là nhập Phật tri kiến. Chúng ta học Phật Đối với những kinh văn giống như thế này, hãy niệm nhiều, nghe nhiều, xem nhiều, từ từ sẽ bất tri bất giác khởi tác dụng. Tác dụng gì vậy? Lạc lẽo đối với tất cả hết thầy các pháp thế gian. Thật sự lạc lẽo, sẽ chẳng còn chấp trước như vậy nữa. Chẳng còn chấp trước nghiêm trọng như trước kia nữa. Ý niệm chấp trước, phân biệt đã nhạt dần. Tâm càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng bình đẳng, càng ngày càng tương ứng với Phật Bồ Tát. Càng gần, tức là sẽ thành Phật chẳng xa. Nhất là chúng ta được gặp pháp môn tịnh tâm. Bản thân chúng ta rất khó tính tâm. Thật sự có thể coi đạm bạc hết thầy. Phẩm vị khi giảng sanh Tây Phương tịnh độ sẽ tăng cao với một mức độ lớn. Tăng lên tới cõi thật báo. Chẳng phải là chuyện không thể, mà là rất có thể. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tập tới đây. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.